Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên xin giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác quán chè bưởi tại số 73 đường 8 tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Đến quán chè bưởi, ấn tượng đầu tiên là cô chủ quán xinh xắn và dễ thương. Ok bà chủ, chè ăn rất ngon, anh sẽ ủng hộ tiếp. Quay hành bà chủ. Trời ơi, quay hành bà chủ luôn, trời ơi. Bà chủ, mấy em giết mình nữa đi. Quay hành bà chủ. Trời ơi, quay hành bà chủ luôn, trời ơi. Bà chủ, mấy em giết mình nữa đi. Quay hành bà chủ. Trời ơi, quay hành bà chủ luôn, trời ơi. Bà chủ, mấy em giết mình nữa đi. Món chè bưởi có rất nhiều cách nấu, tùy theo hương vị đặc trưng của mỗi vùng miền và sở thích riêng của từng người. Trong đó, chè bưởi Vĩnh Long được biết đến là một trong những món chè đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ bởi hương vị đặc biệt mà còn bởi cách nấu đơn giản nhưng lại tinh tế. Dùng một cốc chè bưởi là lựa chọn tuyệt vời nhất trong những thức uống giải khát, giúp bạn lấy lại năng lượng và tinh thần. Chè bưởi ở đây ăn rất ngon, ngọt thanh vừa ăn. Tại đây, ngoài bán chè bưởi còn có các loại khác như ca cao sữa, trà đào, chè dưỡng nhan, bánh lăng, nước ép, sữa bắp, nha đam, dâu đá, dâu bịch. Nguyên liệu để làm chè bưởi gồm đậu xanh, nước cốt dừa, đường phèn, bột sắn dây. Nếu không có bột sắn dây cũng có thể thay thế bằng bột năng. Quán bán tại chỗ và giao hàng tận nơi. Quý khán giả và bà con cô bác có thể liên hệ qua số điện thoại 0901 016 378 hoặc số điện thoại 0906 171 711. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác quán chè bưởi tại số 73 đường 8 tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên, xin vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Phước Yên xin chúc quý khán giả và bà con cô bác luôn mạnh khỏe. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.